Sweet home, nothing lay home. Em chào chị uh, Diệu Sang. Còn đâu này. đây là mình lên, mình cũng mình cũng xa nhà từ từ bé đấy, mình xa nhà từ bao nhiêu năm nay rồi. Thành mình cũng muốn đóng góp vài câu để cho đồng bào Việt Nam tại trong nước hiểu rõ về cái luật pháp ở bên uh, bên tư bản này nói tư bản chứ còn đâu nói đúng ra là là hơn cộng sản đấy chứ không phải tư bản đâu rất là nghiêm khắc rất là là là, là chặt chẽ đâm ra thành bà con đừng có nghĩ là Việt Nam mình cộng sản uh, chặt chẽ không có chặt chẽ đâu Việt Nam mình quá tự do thoải mái uh, thanh thanh biết mình về Việt Nam bao nhiêu lần không mà mình về mỗi một lần mình về mình sợ quay lại đây đấy mình hết hồn đấy Thanh Thanh có bị nhớ Thanh Thanh có biết không Một lần mà mình về tới uh, Trước khi mình về Việt Nam đấy Mình ở tại sân bay đấy Mình uh, mình ở Ottawa Nhưng mà mình bay xuống Tôn Tô đấy Mình bay xuống Tôn Tô Cái thì là mình đợi máy bay để bay về Việt Nam đấy Mà Thanh Thanh biết gì không Mình Mình, mình nghĩ lại Quay lại Canada Mình thật tình mình nói mình sợ vô cùng mình sợ mình nghĩ nó gánh nặng vô cùng là gánh nặng thanh thanh biết không mình phun cho con mình mình phun cho con mình ở tại tôn tô trước khi mình bay về việt nam mình mình phun mình khóc ở trên phun mình bảo con ơi mẹ má mì sợ quay lại lắm má mì rất sợ quay lại canada má mì chỉ muốn đi luôn thôi vì nghĩ quay lại canada cái gánh gánh nặng của má mì đấy phải lo hết tất cả đấy từ sáng đến tối ngày này sang ngày khác đấy đi làm không biết giờ giấc không biết ngày đêm chỉ biết đi làm xong ăn ăn thì ăn cơm nguội đâu có được ăn tự do đâu có được ăn như việt nam coi như là sung sướng như việt nam đâu đêm ra thành mình nói con mình mình khóc ở trên phone mình bảo con ơi má mì không không muốn quay lại đâu mà má mì sợ quay lại lắm má mì nghĩ lại cái việc mà má phải lo hàng ngày đấy má mì sợ lắm mình khóc trên phone thế là con mình mình nói đứa con gái như vậy xong mình nói cậu con trai như thế luôn mình bảo là má sợ lắm má mì không muốn quay lại đâu xong con mình bảo là thôi má mì ơi má mị đi chơi đi đi cho vui đi rồi má mì về má mị đừng khóc nữa mà mình về tới Việt Nam nhá thanh thanh phải biết nhá mình khả, mình coi như là từ bỏ vé ba lần đấy mình từ bỏ vé ba lần mà mình không muốn quay lại đây đấy mình không muốn quay lại Canada một tí nào hết mình sợ mình hết hồn đấy vì mình quay lại ý. tại sao mình quay lại mình vừa khan ở mình vừa mình vừa bỏ vé đấy thì được một hai hôm cái con mình phone con mình bảo má ơi má phải về vì công việc má mì phải về chứ còn đâu không ai uh, quản lý được nữa bây giờ thì bắt đầu mình mới lại phải bắt đầu mình phải đi book lại vé đấy mình lại đi 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 đi, đi đặt vé lại đấy Chứ còn đâu mình không muốn quay lại đây Mình sợ vô cùng là sợ ấy Mình sợ hết hồn luôn ấy Rồi cái đợt mà vừa rồi mình về đấy Mình cũng không muốn quay lại đây Mình bảo với con mình là Má đi một tháng thôi Rút cục mình Thanh Thanh biết mình, <laughs> mình đi xong rồi Thanh Thanh biết mình đi ở lại bao lâu không Mà mình muốn ở lại thêm thêm mấy tháng nữa Mà con mình không cho Con con gái mình bảo không má mì phải về chứ còn đâu con còn công việc của con con không thể nào uh, giữ được uh, công việc của má mì để cho má mì đi lâu như thế được mình uh, mình phone con mình mình bảo là má mì không muốn về đâu con uh, má mì ở đây chơi mình muốn ở ở thêm mấy tháng đấy nhưng mà vì công việc mà mình phải về nếu mà không có công việc nhé mình không về đâu thật tình mình nói đấy nếu mà không có công việc nhé Mình không muốn về được quay lại đây Vì quay lại đây mình sợ lắm Các cái gánh nặng ở trên vai mình đấy Mọi người không thể hình dung được đâu Không thể tưởng tượng được đâu Mình mình chịu đựng Mình chịu đựng kiên trì Kiên nhẫn Chịu đựng bao nhiêu cái khổ sở Mình mới được ngày hôm nay như thế này Mà coi như không phải dễ dàng được như thế này đâu đêm ra bảo làm sao một lần mình đi đấy là mình không muốn quay lại mỗi một lần mình mua về việt nam là mình hoàn toàn không muốn quay lại đa cả vì sợ lắm cái gánh nặng quá nặng trên vai mà bà con việt nam cứ tưởng là sung sướng bà, thanh thanh biết bao nhiêu học sinh du học sang đây coi nhờ mua giấy tờ để đi sang đây để học không mà thanh thanh biết người ta nói tại vì người ta vào chỗ mình làm người ta mình mới hỏi mình bảo lần sao các cháu sang đây làm gì các cháu sang đây quá khổ nó bảo cô ơi cháu lỡ rồi bây giờ bố mẹ cháu vay tiền ở việt nam để cho cháu đi được bây giờ cháu phải dáng làm để cháu gửi về để cháu trả tiền nợ chứ bây giờ cháu về thì tiền đâu ra để trả người ta nó sang đây nó khổ vô cùng là khổ nhất là độc thân một khi sang đây đấy à cái, cái người Hà này cái người Hà Hà Tôn, Hà Tôn Tà, Tà, Hà Tao. À Tà, Thanh Thanh biết không? Thanh Thanh biết dạ. cái người Hà Tao này hả? Dạ em chưa thấy comment đó à, không thấy comment nhưng mà thấy tên người ta lên đấy. Cái tên màu xanh xanh ý Dạ. Yes. Ừ mà thanh thanh biết không mỗi một lần mình đi đấy là mình sợ lắm mà một các cái người mà thanh niên ý vào chỗ mình làm đấy người ta khổ vô cùng là khổ đi làm từ sáng đến tối về chỉ ăn gói mì gói thôi thanh thanh mình nhìn thấy mình rất là thương mấy mấy cậu thanh niên ý mà mấy mấy người con gái ý vì người ta sang đây người ta cũng dạo, coi như người ta sang đây chân ướt chân ráo là một thứ hai nữa không có chỗ lương dựa thứ ba nữa làm thì không có giấy tờ mà lại coi như là về việt nam cũng dở mà ở đây cũng dở không biết bây giờ phải chịu đựng để mà ở để kiếm tiền để mà trả cho việt nam thôi đấy con gái mình lên đây này lây là đây này thấy thấy lây là không thấy tên lây là không thanh thanh lây là nổ vin đây này à, tại sao nổi lên đây này nổi lên chữ xanh tại sao nổi lên chữ xanh là như thế nào đang coi à đang coi à à vậy đấy đấy là đứa con gái mình đang cũng đang coi đấy các các đứa học sinh ý thương dễ đáng thương lắm thanh thanh đừng có nghĩ là sang đây được Gái mình chắc nó thấy mình lên mạng chắc ai nói nó là mình lên mạng đấy ai nói cháu nó mình lên mạng thế là nó phone cho mình nhưng mình không cầm phone Thanh Thanh biết không? Còn đâu uh, nhiều nhiều đứa học sinh nó lỡ sang rồi nhưng ngay hiện tại đấy, hiện tại chỗ làm mình bây giờ đây này là có một cậu uh, có một cái người này người tạm 50 tuổi rồi uh, làm làm chỗ mình đấy uh, đang học ở chỗ mình đấy. Thanh Thanh biết không? cái tội quen. vô cùng là tội tội ơi là tội cậu uh, cái người này người tạm 50 tuổi rồi uh, người ta coi như là mình bảo là Tại sao, tên là à, mình bảo sao 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 không về Việt Nam mà ở ở đây làm gì cho khổ mà đi làm như thế này nó bảo nó bảo chị ơi đôi lúc khổ lắm chị ạ à. Đấy đi đi về 11 11 giờ đêm về về đôi lúc đói cũng không dám làm gì cả chỉ biết nấu mì gói ăn ăn xong sáng ngày mai lại dậy đi làm tiếp mà ở thì ở ở chung phòng người ta rất là khổ sở rất là tội nghiệp à, xong rồi người ta bảo là thì à, thôi bây giờ cũng dáng làm để góp tí tiền xong đi về chứ cũng không muốn ở đây đâu ở đây nói đúng ra cũng chẳng có gì để mà ở mà thứ hai nữa mình có một cái người bạn đây này sang đây với mình hơn 30 năm nay rồi mà thanh thanh biết không cái 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 phun tay đấy mà cũng còn không có phun tay thôi chứ không cần nói cái gì phun tay không có chị chị cho cho em xin uh, tí em cho chú uh, Trần Siêu lên uh, lên okay. tí rồi cho em okay. lại nha yeah. ok không cảm okay. em ok chú Trần Siêu lên oh, không, khó. không có gì cho cho cho, cho lên đi ờ uh, cho lên đi ok bye bye thanh thanh